Xin chào các bạn. Không cần đến mỹ phẩm trang điểm hàng ngày, bạn vẫn có thể sở hữu làn da đẹp tự nhiên, vừa mịn màng vừa khỏe mạnh từ bên trong. Với những tuyệt chiêu mà tôi sẽ chia sẻ, hãy đăng ký kênh của tôi và nhấn vào cái chuông nho nhỏ xinh xinh ở ngay bên cạnh để nhận được các công thức ăn uống tốt nhất cho bạn luôn khỏe mạnh, vóc dáng chuẩn, một làn da đẹp như ngôi sao nhé. Đinh hương không chỉ được dùng làm gia vị để tạo hương vị mạnh mẽ cho các món ăn, nó còn dùng để chữa bệnh. Nó đã được dùng trong y học cổ truyền Trung Quốc và Ấn Độ hàng trăm năm nay. Bạn dễ dàng mua chúng ở các cửa hàng thuốc đông y. Đinh hương là một loại gia vị quan trọng trong nhiều món ăn trên thế giới. Ở Việt Nam, đinh hương còn là một trong những gia vị không thể thiếu để tạo ra món phở truyền thống nổi tiếng trên toàn thế giới và nhiều món ăn khác. Nó cũng mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe, thậm chí là giúp giảm cân. Đinh hương còn được chế tạo thành tinh dầu và được dùng trong việc massage, giảm căng thẳng, làm đẹp. Các loại vitamin có trong đinh hương bao gồm vitamin B, C, D, E, K cùng với các hoạt chất như canxi, phốt pho, kali, kẽm, v.v. Đinh hương là một nguồn tuyệt vời beta-carotene. Đặc biệt, trong thành phần đinh hương có chứa eugenol. Eugenol là một hợp chất hữu cơ có tác dụng điều chế thuốc gây mê thần kinh, giảm đau xương khớp, giảm viêm và là một chất chống oxy hóa mạnh. Dầu đinh hương còn có thể điều trị bệnh tiêu chảy, thoát vị, hôi miệng và các triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu, nấc cụt, ợ hơi, buồn nôn. Với hàm lượng eugenol cao, đinh hương còn được dùng để trị đau răng, đau miệng và viêm họng bằng cách bôi trực tiếp lên níu răng. Đối với nam giới, đinh hương còn được dùng để trị chứng xuất tinh sớm. Ngoài ra, theo y học cổ truyền Ấn Độ, Ayurveda, đinh hương nên dùng cùng húng quế, bạc hà, nhục đậu khấu. Đập nát hỗn hợp trong nước nóng có tác dụng giảm căng thẳng rất hiệu quả. Trong đông y, cây đinh hương cũng có đặc tính khử trùng giúp điều trị các vấn đề về da và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, giúp cho vết thương của bạn nhanh lành hơn. Thêm vào đó, đinh hương cũng làm giảm quá trình stress, oxy hóa. Do đó, nó làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn, đốm đồi mồi và các vết thâm, làm cho da sáng đẹp hơn. Đinh hương giúp giảm tắc nghẽn ngực và giảm triệu chứng bệnh viêm xoang khá hiệu quả. Đồng thời, do trong đinh hương có sự hiện diện của eugenol, có tác dụng làm thông tắc nghẽn và làm giảm đau rất tốt cho cơ thể. Thêm vào đó, đinh hương cũng chứa vitamin E và vitamin K giúp chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn và giảm sốt. Trong thành phần của đinh hương có chứa các hợp chất chống viêm, do đó cũng giúp giảm đau răng và sưng nếu răng. Đồng thời, loại thảo mộc này còn có thể giúp loại bỏ vi khuẩn ra khỏi miệng. Vì vậy cũng nhanh chóng loại bỏ các vấn đề về răng miệng. Đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn của đinh hương giúp thúc đẩy tiêu hóa và ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe khác. Có nhiều cách để sử dụng đinh hương mang lại lợi ích cho sức khỏe. Trong video hôm nay, tôi chia sẻ với các bạn cách pha trà đinh hương. Với cách làm đơn giản tiện lợi, bạn có thể dùng trà đinh hương hàng ngày để có sức khỏe tốt. Đặc biệt, nếu bạn đang muốn giảm cân, thì trà đinh hương là lựa chọn tuyệt vời. Bởi các hợp chất có trong cây đinh hương và các loại gia vị được sử dụng trong trà có tác dụng cải thiện quá trình tiêu hóa và do đó giúp giảm cân. Đồng thời, đây cũng là một vị thuốc trong y học cổ truyền có hiệu quả trong việc tăng cường tỷ lệ trao đổi chất, giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo. Đổ 200ml nước vào xoong, đun sôi nước. Khi nước sôi, cho nhỏ lửa lại. Nên để lửa ở chế độ nhỏ nhất. Cho khoảng 4 đến 5 hạt đinh hương vào. Thêm vài lát gừng và quế hoặc một thìa bột quế. Đun tiếp ở chế độ lửa nhỏ trong 2 phút. Sau đó tắt bếp để các nguyên liệu ngấm trong khoảng 15 đến 20 phút.
lọc bỏ bã. Các bạn thân mến, các bạn hãy cho tôi xin một like, đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết nhé. Sự quan tâm của các bạn là nguồn động viên rất lớn đối với tôi. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho tôi. Thêm một thìa cà phê mật ong. Trà đinh hương có vị cay và hương thơm đặc biệt, giúp mang lại một số lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Trà đinh hương có nhiều chất chống oxy hóa. Khi bạn uống trà này, nó có thể làm tăng sản xuất cả nước bọt và dịch vị. Cả hai đều cần thiết cho quá trình tiêu hóa hiệu quả. Điều này có thể tăng tốc độ chuyển động của nhu động và có thể làm giảm nguy cơ bị táo bón hoặc viêm ruột. Thêm một thìa nước cốt chanh vào. Bạn đã sẵn sàng thưởng thức cốc trà đinh hương của mình. Cách uống tốt nhất: uống trà đinh hương này một lần một ngày. Trong trường hợp điều trị một số vấn đề về sức khỏe thì có thể dùng 2 lần một ngày. Uống liên tục trong 7 ngày. Nếu tiêu thụ nhiều hơn thì bạn có thể sẽ phải đối mặt với chứng đau dạ dày, đau cơ và mệt mỏi. Không được uống liên tục vì eugenol có thể làm loãng máu. Mặc dù trà đinh hương rất tốt, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng. Có một số người không nên dùng trà đinh hương. Nếu bạn sử dụng thuốc làm loãng máu thì không nên uống trà đinh hương hoặc dùng dầu đinh hương. Những người đang bị bệnh và sử dụng thuốc nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Sử dụng quá nhiều có thể gây hạ đường huyết hoặc đường huyết thấp. Bệnh nhân tiểu đường đã sử dụng thuốc hạ đường. Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú phải đặc biệt cẩn thận với việc sử dụng trà đinh hương. Uống quá nhiều loại trà này thậm chí có thể gây hại cho thai nhi. Nếu cảm thấy nôn mửa và buồn nôn sau khi uống trà này, bạn không nên tiếp tục uống nữa. Trong trường hợp khó thở, sốt hoặc ớn lạnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức. Trà đinh hương có rất nhiều tác dụng tốt cho cơ thể, nhưng cũng tùy cơ địa từng người mà có sự lựa chọn và liều lượng sử dụng cho phù hợp. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.